Sáng ngày 7 tháng 1 năm 2022, nhằm ngày 5 tháng 12 năm Tân Sửu, Chư Tôn Giáo Phẩm, Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, các ban diện trung ương đã quang lâm Tổ đình Vĩnh Nghiêm, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh để dâng hương tưởng niệm lần thứ 21 ngày viên tịch của Cố trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Kiểm, nguyên trưởng ban Kinh tế Tài chánh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, diện chủ Tổ đình Vĩnh Nghiêm. Hiện diện có trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Hòa thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, trưởng ban Tăng sự Trung ương, Hòa thượng Thích Hội Trí, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, trưởng ban Pháp chế Trung ương, Hòa thượng Yoshibizu Daiichi, nguyên hội trưởng Hội Phật giáo Tịnh Độ Tông Nhật Bản, chứng minh Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản, Chư Tôn Đức Hội đồng Trị sự, Văn phòng 2 Trung ương, Ban Trị sự Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh và quận 3. Nơi giác linh đường, Chư Tôn trưởng lão Hòa thượng Hội đồng Chứng minh, Chư Tôn Giáo Phẩm Hội đồng Trị sự đã thành kính dâng hương tưởng niệm tri ân công đức, đồng thời nhất tâm cầu nguyện giác linh của trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Kiểm được cao đăng thượng phẩm quả chứng vô sanh. Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Giác Dũng thay mặt môn đồ tứ chúng Tổ đình Vĩnh Nghiêm ôm lại cuộc đời và công hạnh Hòa thượng ân sư, đồng thời để thể hiện tinh thần tri ân và báo ân, môn đồ đệ tử đã thiết lễ trai tăng tác bạch cúng dường đến Chư Tôn Đức hiện tiền chứng minh, qua đó hồi hướng công đức lên giác linh ân sư. Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Kiểm, đạo hiệu Chân Từ, thế danh Vũ Văn Khang, sinh năm Tân Dậu năm 1921 tại làng Tư Bản, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Ngài xuất gia năm 15 tuổi tại chùa Liên Đàm, Hà Nội và đỗ tiến sĩ Phật học năm 1961 tại Đại học đường Rissho, thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Sinh thời, Ngài đảm nhiệm nhiều trọng trách quan trọng như thư ký Giáo hội Tăng già Bắc Việt năm 1951, vụ trưởng vụ phiên dịch thuộc Tổng vụ Hoàng pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam năm 1963, trưởng ban Kinh tế Tài chính kiêm Phó ban Giáo dục Tăng ni Trung ương, Phó viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, viện chủ Tổ đình Vĩnh Nghiêm thành phố Hồ Chí Minh và nhiều chức vụ khác của giáo hội. Thuận lý vô thường, trưởng lão Hòa thượng an nhiên thị tịch ngày 5 tháng Chạp năm Canh Thìn năm 2000. Trụ thế 80 năm, hạ lạp 58 năm, nhục thân trưởng lão Hòa thượng được an trí nơi bảo tháp trong khuôn viên Tổ đình Vĩnh Nghiêm.